Wow, cái gì bánh này ngon dữ ta. Ôi, mà làm đụng đụng quá vậy ta. Mình phải ra trước cõi mới được. Công nhận vẫn ghê thiệt. Yeah, công nhận vẫn hay thiệt. Giờ không có con nào hết đấu với mình hết xa. Thôi, con tiếp đi. Cái tiếng đùng đùng mấy con ta. À, thì ra mình chơi bóng lon không ngủ tao á. Kỳ nằm chết cho tao. Ôi, làm gì đây hả? Có một mình, bắn lon, chứ làm gì vậy? Mày chơi mình sao mày ngủ tao? Tao có thấy mày đâu, ngủ. Giờ mày kiếm tao chi? Cá kèo. Cá kèo gì? Bắn lô chét lọ chơi không? Hả? Rồi vô luôn. Vô. Dạ bắn trước. Chấp mày bắn trước đó. Rồi ok. Yeah. Tới lượt mày đó. Rồi để anh. Yeah. Mày tưởng là tao bắn dở mày? Không có đâu, tới lượt mày đó. Coi chừng hụt đó. Có anh là cưng. Ê, có nhiều hụt, có nhiều hụt. Nope. Ai kêu mày? Để tao đi, mày bắn đi. Coi anh này cưng. Yeah, thắng rồi. Đưa cái mặt ra đây. Đưa cái mặt đây. Chơi vậy đi mày. Sợ gì chơi. Mà khoan, ai bắn trước? Mày đi. Coi anh là cưng. Coi chừng đó. Yeah. Tới lượt rồi đó mày. Coi anh thì cưng. Hồi nãy mày chơi tao đó. Trời ơi. Đưa cái mặt đây. Tới chị mày con. Đưa cái mặt đây. Chơi lại mày. Vô. Tao đi. Ok. Coi tao một lần bắn ba lon rồi mày. Bắn trúng đi rồi đó mày. Coi chừng hụt đó. Coi tao nè. Lon này không bắn một con. Yeah. Thắng rồi. Mày đó. Anh này bắn ghê trời.
Giờ còn một lon à. Phải ráng bắn mới được. Ráng đi. Hùng đi con. Mày thua rồi con ơi. Đưa cái mặt đây. Xong mày rồi con. Ôi trời ơi. Đưa cái mặt đây. Má này chạy thiết trời. Mày chạy về chứ hả? Kệ tao mày ơi. Nghỉ đi. Nghỉ nghỉ. Về ai cắt? Hẹn mày tiếp sau đó. Tao chờ. Thôi mình cũng đi về cứ mặt đi. Mặt mình cũng dơ không rồi.